Hello mọi người nhé, xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình là Gà Nguyễn đây. Đầu tiên thì mình xin chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng luôn nha. Thì clip ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lại cái chỗ mà random ở CA3 nha mấy bạn. Đây thì ông này là ông bán trái ác quỷ nữa các bạn, nhưng mà không có chỗ để random. Mình phải đi qua cái hòn đảo khác để mà mình random nha. Thì đầu tiên thì mình sẽ mua một chiếc thuyền trước đi. Bạn nào có trái ác quỷ bay thì bay qua luôn khỏi gần mua thuyền, còn mình thì mình mua thuyền đi cho nó nhanh các bạn ơi. Đấy thì mình sẽ nhảy lên thuyền nha các bạn. Alo. Alo. Một pha lên thuyền khá là công kênh đến từ vị trí của Gà Nguyễn. Rồi mình sẽ lên đây mình đi nha. Thì đầu tiên các bạn chạy thẳng trước đi. Bạn chạy thẳng ra xong rồi các bạn đánh lái cho nó qua bên tay trái tí xíu nha các bạn. Các bạn quẹo qua tay trái tí xíu. Các bạn đi theo mình đó, quẹo tay trái tí xíu. Rồi các bạn đâm thẳng lên chút xíu nữa. Đó. Thì các bạn sẽ thấy những cái đoạn tháp nó nhô nhô lên nè. Đó, những cái tòa tháp nó nhọn nó nhô lên đó, 3-4 cái đó. Đó mấy bạn đâm lửa cho mình, đi thẳng lửa đó cho mình. Thì theo suy đoán của mình khi mình đăng clip này lên thì sẽ có khá là nhiều bạn vô nghĩ suy nghĩ kiểu là trời ơi cái chỗ random CA3 ai mà không biết làm chi đúng không? Thì thực sự là khi mà mình mới vừa CA2 qua CA3 thì mình cũng chả biết nó ở nằm ở đâu luôn mấy bạn. Đó mình lên YouTube mình kiếm thì mình cũng thấy không có ai chỉ luôn, cho nên quyết định là mình làm clip này mình chỉ với những bạn mới nha. Các bạn mới chơi người ta không biết thôi, còn các bạn nào biết rồi thì thông cảm bỏ qua xem video ủng hộ mình nha. Rồi thì khi mà mình đâm thẳng lên những cái tòa tháp nhọn lên nè thì mình sẽ lách qua bên tay trái nó tí xíu nha các bạn. Mình sẽ không ghé ở đó nha, mình sẽ đi qua tay trái nó tí xíu và mình đi thẳng lên luôn. Đó. Nó nằm ở bên cái đảo rùa nha các bạn. Đấy, thì mình đi thẳng lên luôn là tới rồi. Mà mình mong là mấy bạn xem video của mình nãy giờ nè thì để lại cho mình xin một bình luận để cho mình biết là video tiếp theo mình nên làm về cái chủ đề gì nhé. Nếu như mấy bạn có thắc mắc gì hơn là mấy bạn muốn mình làm video về chủ đề gì á thì các bạn để lại cho mình xin một bình luận để mình biết nha mấy bạn. Tất cả các bình luận của bạn mình đều đọc cho, các bạn cứ yên tâm mà bình luận cho mình biết nha. Tại vì nhiều khi là mình bận quá cho nên là mình chỉ đọc thôi, mình chưa có ghép comment được các bạn, nhưng mà mình đọc hết trơn á, các bạn cứ yên tâm nha. Mình nói là mình làm chứ không phải là mình nói chơi gì đâu. Mình vô mình coi bình luận, coi người ta đánh giá video mình như thế nào, tất cả là mình đều đọc hết á, nhưng mà sẽ có những comment mình trả lời, những comment mình không trả lời được tại vì thời gian mình cũng hơi bận á mấy bạn. Rồi thì mình chạy lách cái hòn đảo kia là đi thẳng thứ là tới cái đảo rùa đó các bạn, cái đảo trước mặt này các bạn. Đó, nó có tên là đảo rùa nha. Thì chỗ random nó nằm bên đây nè. Mình đang chơi bên server VIP á cho nên là mình đi mình ít gặp người, chứ mình nghe thằng em mình nó nói là chơi cái server kia đi vòng dọc cái khơi qua đây là nó quýnh chết queo à. Cái quỷ này nó phải đánh lộn lắm. Đây thì đây trước mặt các bạn chính là cái đảo rùa đây nha mấy bạn. Mình sẽ lên đó thì mình đi random nha. Mình nghe nói là cái bên xe ba này random là nó nhân phẩm dữ lắm, nó ghê, mấy trái xịn ghê lắm, nhưng mà không biết có hay không nha các bạn. Phải thử mới biết được đúng không? Đấy. Thì khi mà các bạn qua đây rồi mấy bạn sẽ đi lên cái nóc của nó nha. Đi lên trên cao này luôn. Leo núi luôn. Pha leo núi cũng hơi cộng kền. Đấy, có ngày nhắn tin cho tôi nè. Trong server VIP cũng có người nhắn tin đó ta. Thì tôi cũng không biết tại sao mà tôi được vô server VIP luôn các bạn. Tôi không có xin ai hết trơn á. Tự nhiên cái người ta chọn tôi vô luôn, cái tôi vô luôn rồi. Chả hiểu kiểu gì. Đây, trước mặt các bạn đó, cái tòa nhà vuông vuông đó các bạn. Đấy. Ở trong cái nhà đó chính là chỗ random trong đó đó nha. Để mình mở cái gương coi bên CA3 cái gương nó sẽ như bao nhiêu tiền nhé. Đô 3.900 luôn, vãi trưởng quá xịn. Đây, vô đây. Đây, ở dưới chân cầu thang nha các bạn. Đây à. Ông này nè, nó bấm dọn nha, random nha. Đấy, mình sẽ random xem nó ra được trái leo bát không nha các bạn. Bên này nó hên lắm. Mua nè. Rồi, ok. Đố các bạn cái trái gì đấy. Các bạn nghĩ là trái gì? Mình sẽ vô vật phẩm để mình coi thử nó có xịn không nha các bạn. Trái xịn nó sẽ nằm ở trên. Rồi, đậu xanh. Trái củ bắp rồi các bạn ơi. Cái lần random đầu tiên bên xe qua của mình chính là trái lửa. Ok thì mình đã hướng dẫn cho anh em cách để mà lại cái chỗ random ở bên CA3 rồi ha. Nếu như các bạn thấy cái video của mình hay á, thì các bạn hãy cho mình xin một like cũng như là một lượt đăng ký kênh và bật chuông thông báo để giúp cho kênh của mình á nó càng ngày phát triển nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Còn bây giờ thì xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nhé. Bye.